À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Lấy cảm hứng từ chính những gia tộc mafia của nước Ý, một bộ phim ít cảnh bắn nhau nhưng mà thuộc dòng kinh điển của phim mafia, bởi vì người tài người ta đấu nhau bằng não, mấy cái hạng thất phu mới cầm súng bắn nhau, nhưng mà một bắt một còn thì có súng mất làm bố nhé. Hình tượng nhân vật ông trùm trong phim được xây dựng theo kiểu Everest, tức là đỉnh của các loại đỉnh. Câu chuyện xoay quanh gia tộc mafia hoành tráng nhất cái đất New York, gia tộc Corleone, cùng với những âm mưu triệt hạ lẫn nhau giữa các đại gia tộc, những nước cờ của người mang danh ông trùm outplay mọi đối thủ. Giới thiệu sơ qua về gia tộc Corleone, đây là anh cả Sony, kiểu Phan Hải bản Mỹ. Em út Michael là em của Phan Hải nhưng mà đầu óc kiểu Phan Quân. Bố già Vito Corleone thì kiểu ông đạo diễn của người phán xử, tức là ao trình hết cái Phan Hải Phan Quân. Tom Hagen, lương bổng nhưng mà chỉ giỏi mỗi văn, luật sư aka tham vấn riêng của gia tộc Corleone. Thoát mất bố mẹ từ bé và được gia đình Corleone nhận nuôi. Còn lại phim tới đâu thì tôi giới thiệu tới đấy. Câu chuyện bắt đầu ở ngày cưới của con gái ông trùm Corleone. Thiên hạ đua nhau tới chung vui, nhưng mà chủ yếu là tới ăn trực và nhớ vả. Đấy, nói có sai đâu, lão này đang định xin điều này. Vì con gái lão vừa bị thầy ông nội dụ dỗ, bro, ông tới nhờ nhà này giết người vào đúng ngày cưới con gái tôi. Thương giá bao nhiêu tôi cũng chịu. Nhưng ông trùm Vito lại lắc đầu ngao ngán, vì xưa nay muốn được bố già giúp đỡ thì cần phải biết trọng tình bạn. Mà lão hói này thì trước giờ vẫn ngại bọn mafia như là sếp Huy NL ngại iPhone. Thế thì bạn bè nỗi gì? Lão hói biết sai, gấp người xin được chịu ơn bố. Tôi xin làm theo mọi việc ngài sai bảo. Tốt. Dù sao thì ông trùm Vito cũng tiện lão hói tận cửa, kèm theo lời hứa giúp lão gõ đầu vài thằng. Còn gì nữa ông Tôm? Tuần sau thằng Đường Thổ Solozo muốn hợp tác bố ạ. Và tối nay có spaghetti sốt Thái. Spaghetti sốt thật. Mày bảo nhà bếp làm sốt cà chua ngay, thêm phô mai không rau. Phía bên ngoài mọi người đang tiệc tùng nhảy múa, cả tay trùm Borgini, đối thủ của gia tộc Corleone cũng đến dự hôn lễ. Cậu út Michael, thủy quân lục túi cũng đã về cùng người yêu Kay. Còn đây là thằng anh trai Fredo, ăn hại nhất cả nhà. Lão béo Clemenza, lão rắn độc Tessio, cả hai đều đang chung vui với gia đình ông trùm. Cơ bản các ông chỉ cần nhớ là hai lão này là tay chân thân tín của gia tộc Corleone, khi nào cao trào tôi nhắc lại. Sau đám cưới của em út, gia tộc Corleone ngồi lại để bàn về vụ làm ăn với Solozo, vì thằng cha này muốn làm ăn lớn, đã thế lại còn được một gia tộc là Tartaglia chống lưng. Thưa các Shark, em có bột tiền của nhà chồng được, buôn nửa cân bằng một đạt vali. Các Shark chung tay thì tiền nó tự chạy ngay vào túi, lãi hơn cả từ thiện miền Trung. Em chỉ xin các Shark ít vốn dắt lưng, tiền trao cháo múc cả nồi, mời chàng đớp hút ăn nhồi thóa thuê. Bú cái... Vito vội chặn mồm con trai, Clemenza và Tom Hagen thì tái mặt vì cái mồm của cậu cả. Còn Sony thì không biết rằng câu nói leo này đã gây ra bao sóng gió cho gia tộc Corleone. Nhưng mà Solozo thì biết, và bố già thì cũng sắp biết rồi. Bố già Vito sau khi mang vốn thằng con cái tội ăn cơm mèo nó leo các cụ thì từ chối Đường Thổ và tiễn khách ra về, vì ông trùm không thích dây vào mai thúy. Đụng vào thuốc tiên xong rồi vương liệm 500k thì kiểu gì cũng tắm heo trên truyền hình quốc hội. Solozo đành ra về tìm Long Mạch ở chỗ khác. Nhưng mà làm gì có chỗ nào khác, vì Solozo đã bày mưu ám toán bố già ngay tấp lự. Sau khi ông trùm Vito cùng thằng con Fredo đang mua hoa quả bên đường, hai thằng từ đầu già quất sụp ông già, băng băng chiếu chiếu. Thằng con Fredo thì đứng như trời trồng, nhìn bố dễ chết. May mọi người xung quanh xuống vào giúp, không thì bố già đi luôn. Thật ra việc Sony hét lên chữ bú đã để lộ sơ hở. Solozo đoán là thằng con cả Sony rất ham vụ mai thúy này. Giờ mà hắn giết ông trùm Vito thì Sony lên nắm quyền. Lúc đấy chỉ việc dụ Sony theo vụ mai thúy là chuẩn bài. Để chắc cốp thì hắn còn tóm tham vấn Tom Hagen và bắt Tom chuyển lời đề nghị hợp tác tới Sony. Nhưng mà than ôi, Solozo tính sai hai nước. Một là Sony ngáo thật nhưng mà đời nào tha cho hắn cái tội mưu sát ông già Vito. Hai là ông trùm không chết. Bố già mà qua được vụ này thì Solozo là người phải chết. Thế là Solozo bèn cố làm nốt những gì đang dang dở, mua chuột cảnh sát, bế hết lính canh của nhà Corleone, bỏ lại một mình ông trùm nằm trọng chờ ở bệnh viện, rồi kéo đàn em đến thanh toán bố già. Nhưng mà Solozo vẫn rốt toán, lại tính sai. Vì Michael bất ngờ đến thăm bố, anh chuyển ông cụ sang phòng khác, gọi viện binh ở nhà đứng ngoài các cổng bệnh viện, khiến Solozo tái mặt sủi vội. Sau vụ này thì Solozo thấy không ăn thua nên học tập bác sĩ Trang. Này Sony, ta đến để thương lượng. Sợ nhà Corleone trời ác nên là hắn thuê một tay cớm bẩn làm vệ sĩ. Vì ở đất Mỹ này, xã hội đen dù có đen mấy thì cũng không được phạm vào cảnh sát, không thì chỉ có tắt thở. Dĩ nhiên là người đàm phán với cánh Đường Thổ không phải là anh cả Sony, vì thằng cha này hữu dũng vô mưu lại còn nóng tính, đi thì chỉ có đổ máu. Mà Solozo là doanh nhân và máu là một khoản chi phí khá lớn. Anh hai Fredo thì cũng thuộc dạng ăn hại. Ai đời thấy bố bị bắn lòng thừa người ra khóc. Gốc Sicily đâu? Chả có gốc Sicily gì. Ai bảo thế? Tao là người Ý chính hiệu. Nói tiếng Ý nào.
pizza. Sau vụ này, Fredo lại bị sang chấn và chuyển tới một khách sạn ở Nevada ăn chơi bù khú cho quên sầu. Thế là Michael lãnh nhiệm vụ chui vào hang cọp, đi điều đình với thằng đường thổ. Nhưng mà hang cọp ở đâu thì Solozo không nói. Vì lộ ra học hành ở chỗ nào thì nhà Corleone cho quân mai phục sẵn, Solozo cầm chắc giấy chứng tử ngay. Xe của đường thổ tới đón Michael, tay cấm bẩn aka vệ sĩ của Solozo nhanh chóng củ soát người Michael nhưng mà chả thấy cái gì. Sau một màn tổ lái để cắt đuôi bọn lâu la theo sau, Solozo cho dừng xe tại một quán ăn và bắt đầu dụ ngọt Michael. Tay cảnh sát ngồi cạnh thì ngấu nghiến miếng bò bíp xách chan tương ớt của Đức Phúc. Dỡ chừng thì Michael lui vào nhà vệ sinh, cánh đường thổ yên chí vì đã khám người anh. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, kẻ giao hợp bỗng thân, khi Michael trở lại, anh lôi ra khẩu súng trong quần, bắn 3 phát đạn và cơ quan tư duy của hai thầy trò Solozo văng khắp nơi. Vậy là đường thổ một lần nữa tính sai, hưởng dương 49 tuổi. Nhưng mà súng ở đâu ra? Thật ra là cánh Corleone đâu phải dạng vừa, vì có tay trong một đồn cảnh sát đã tuồn tin cho Sony về chỗ họp hành. Sony bèn sai lão béo Clemenza giấu sẵn khẩu súng trong nhà vệ sinh của quán ăn, và việc của Michael là kết án tử cho bọn đường thổ, chấm dứt mối nguy cho bố già. Anh nhanh chóng rời khỏi quán ăn, book một vé về quê nội, aka nước Ý, vì cả New York sẽ loạn lên sau vụ có cảnh sát bị giết. Ông Khan bắt đầu lùng sục truy quét, chân áp hết công việc của đám xã hội tối màu. Thế là ngũ đại gia tộc của New York chả ai làm ăn được cái gì. Mà thương trường thì như chiến trường, tiền không có là ắt có đổ máu. Hai cánh lớn là Tartaglia và Barzini quay ra ném cứt vào nhà Corleone. Trong khi đó thì bố già vẫn đang nằm bệnh, Michael thì đã ra nước ngoài, chỉ còn Sony và Tom Hagen thay bố càng đáng công chuyện. Đã thế nội bộ gia đình cũng lục đục, thằng em rể đầu phim không được sơ múi vào công việc của gia đình, đâm ra bất mãn, suốt ngày đánh vợ, khiến đứa em gái gọi về khóc lóc với thằng anh Sony. Sony điên tiết vì không ai được đụng vào gia đình của anh. Đúng vậy, gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Thế là Sony sắp loại thằng em rể ra khỏi cái gia đình này, và tất nhiên là bằng súng chứ không phải bằng giấy ly hôn. Anh lao như bay đến nhà em gái, nhưng mà gặp mai phục giữa đường, và thế là gói bảo hiểm nhân thọ của gia đình Corleone được thanh toán một slot. Bố già Vito nghe tin con chết thì cũng phải gắng gượng dậy, nhưng mà không phải để trả thù rửa hận mà là để nói chuyện phải trái. Trên bàn đàm phán, ông trùm Corleone đã bỏ qua việc đánh giết, chấp nhận bảo quê ma túy cho các nhà. Đổi lại thì họ phải để yên cho ông đón thằng Michael từ Ý về, cấm chúng mày giở cái trò giữa đường thỉnh kinh. Thực ra là bố già đã tinh ý nhận ra đám Marco Tartaglia thì ngu hơn cả Sony, tuổi gì mà giết anh. Thằng chủ mưu đích thị là lão trùm sò Barzini, mà lão Barzini thì có đầy tay chân ở nước Ý, không đón nhanh Michael về thì mất thêm thằng con nữa. Và đúng là bố già tính chuẩn thật. Barzini đã cho lính sở tới cậu út. Cậu út Michael sau vụ hạ sát Solozo thì bỏ các người yêu để trốn về Ý, gặp ngay một cô gái Ý mở lèm dòng cưới luôn. Nhưng mà Barzini đã mua chuộc mấy thằng lính canh của anh, gài bom vào xe của Michael. Bùm! Tin vui là Michael thoát chết, còn tin buồn là anh mồ côi vợ, vì cô vợ đã lên xe trước và lãnh đủ. Nhưng mà không sao, Michael được đón về Mỹ quốc an toàn và quay lại với cựu người yêu cây, thế là hết mồ côi vợ. Tất nhiên là bố già Vito có lý khi đón Michael về, vì ông đã sang nhượng ngay cái ghế bố già cho thằng con để đón điều hành gia tộc. Nhưng mà bọn Barzini đang làm càn bố ơi. Nào chú, bố nào, bố ra đây cơ mà. Bố già Michael đang tính chuyển cả gia tộc xuống Nevada. Anh hứa cho Tessio và Clemenza tách ra làm riêng sau khi họ rời đi. Tom Hagen cũng rời ghế tham vấn, chuyển sang vai luật sư của gia tộc. Mamma mia, thế là thế đếch này hả Michael, sao mày loại tao? Một là chúng ta sắp làm ăn hợp pháp, không có tham vấn như mafia được. Hai là mồ côi thì đừng có mamma mia. Tặng bác lại chuyện trên New York, Michael đích thân xuống Nevada, gặp lại thằng anh Fredo đang hoàn lạc đáng điếm, và ngỏ ý mua lại cơ ngơi của tay chủ khách sạn mà Fredo tá túc để bắt đầu làm ăn lương thiện. Nhưng mà nó không bán đâu, ta sẽ cho hắn một giao kèo mà hắn không thể từ chối. Bố mày từ chối. Chí phèo bày đặt làm ăn lương thiện. Việc Michael đòi mua đất khách sạn cũng khiến Fredo không vui, vì thằng anh hèn mọn này từ lâu đã cuồn cút nghe theo tên chủ khách sạn. Nhưng mà Fredo, đừng bao giờ nghe kẻ khác mà chống lại gia đình mình. Thấy tay chủ khách sạn cục xúc bỏ đi, Michael biết là không thể nói chuyện phải trái được, nên là bố già đành phải trở về New York. Và một ngày nọ, khi bố của bố già là Vito Corleone đang chơi với cháu ngoài vườn, thì tự dưng lăn quay ra sân, hít một hơi đất, xong rồi chui xuống đất nằm luôn. Về cánh nhà Corleone lại thêm yếu đi, vì ông già Vito vốn nắm gần hết quan tòa ở đất New York. Mất ông già là mất một nửa thế lực. Bọn Barzini và Tartaglia được nước làm càn. Ngay trong lễ tang ông già, Barzini hớn hở tay bắt mặt mừng các ông trùm khác, nhưng ngầm thừa nhận vai trò anh cả ở đất New York. Hắn còn tiện tay nhờ Tessio mời Michael đến thương lượng. Bên kia là gia đình Corleone đang ngồi, Michael lặng lẽ quan sát. Sau lưng là thằng cận vệ kính đen mà anh mới thu phục. Tessio gọi Michael ra và báo lại vụ Barzini muốn đàm phán. Bố già Michael cũng ok ngay. Đến ngày hẹn, Tessio đi cùng Michael đến điều đình với Barzini. Lão béo Clemenza thì cũng xách hàng nóng đi đâu đó. Nhưng Michael đâu ở Tom? À, bố già đang luộc cá ở chú ấy. Mày đùa, người Ý có ăn gà luộc đâu. Nhưng mà người chết thì có. Sau cái phất tay của Tom Hagen, mấy thằng đệ áp sát Tessio khiến lão đờ người. Thật ra là từ ngày còn sống, ông già Vito đã tính kế cho thằng con Michael. Barzini sẽ giết con bằng tay trong, một tay thân cận. Thân cỡ nào bố?
thần như cứt về đít luôn. Nhớ kỹ, không tin bố con thằng nào hết. Ai đến buổi họp của con với Bazzini đều là kẻ phản bội. Và giờ thì kẻ phản bội đã lộ diện, vì chính Tessio đã bắt cầu để ôm chùm đi gặp Bazzini. Thế là Tessio bị giải đi. Ân oán của nhà Corleone cũng được thanh toán sạch sẽ trong ngày hôm đó, tính sổ tất cả những đứa xâm phạm giang sơn nhà Corleone, từ lão Marco Tartaglia bị dí đạn trên giường đến tay chủ khách sạn ngang bướng, mấy ông chùm ngả theo Bazzini cũng bị lão béo Clemenza xúc bằng hết. Bazzini có vệ sĩ đi cùng nên là khó hơn, nhưng mà không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Thằng đệ ruột mà Michael rước về thì vốn là cựu cảnh sát, nay lại khoác lên người bộ quân phục, lảng vảng quanh xe của Bazzini ký vài giấy phạt, vừa thấy mục tiêu là rút súng, đưa thầy trò nhà Bazzini đi luôn. Thanh toán xong xuôi thì Michael cho cả nhà xuống Nevada, bắt đầu làm việc hợp pháp tại đây. Còn bố già Michael thì đồ sát nốt kẻ cuối cùng, chính là thằng em rể, vì anh thừa biết năm xưa chính thằng này cố tình gây chuyện, khiến Sony lao như điên đến nhà hắn và bị phục kích ngang đường. Bố già hỏi nhẹ với lời hứa tha chết: Bazzini hay là Tartaglia? Thằng em rể nhanh chóng khai ra nó bị Bazzini mua chuộc, đúng như Vito Corleone, bố của bố già, từng bảo. Michael cho người dẫn thằng em rể cút đi cho khuất mắt. Khi lại yên vị trên xe ra phi trường, lão béo Clemenza đi một đường lụa từ ghế sau và siết chặt, thằng em rể đi luôn. Khép lại bộ phim là cảnh mấy tay cận vệ đang nghiêng mình trước ông chùm mới, một triệu đại mới chính thức bắt đầu. Phim này nói chung là tuyệt phẩm, xem một lần có thể là chưa rõ, nhưng mà sang lần 2 sẽ thấy đẳng cấp ông chùm của hai bố con nhà Corleone. Michael từ một thủy quân lục túi không dính dáng đến việc gia đình, chỉ vì biến cố của ông già mà đứng ra đảm đương mọi việc, từ sự vụ cứu bố lúc cấp bách đến việc tự tay giải quyết thằng đường thổ. Việc thanh toán kẻ thù cũng hoàn toàn là do anh tự bày mưu tính kế, trừ mỗi khoản là Tessio phản bội là phải nhờ ông già. Bố già Vito đỉnh, đỉnh của chóp. Từ quả gác lại thù hận đón con trai về, đến việc tính cho thằng con pha phản phé của Tessio, phong thái đối nhân xử thế thì bố của được. Nói chung là phim hay, mọi người nên tự xem phim và đọc sách để trải nghiệm Full HD không che không mở phim này. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, Vui Vẻ, người chơi đồ, người tối cổ, Nhi Đồng Thổi Tai, Nhi Đồng Bất Não. Và chúng tôi mới có một kênh mới Mì Tôm Hái Trứng, là về game, cực hay. Xem em, đăng ký đây. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.